Bính Thân sinh năm 1956, bất ngờ nhận lộc tổ tiên, trúng số 1.000 tỷ, tháng 4, năm 6 âm lịch đổi đời giàu to. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh Tài Phú Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý cô bác Bính Thân thân mến, Khổng Tử có nói rằng, bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử, nghĩa là không biết mệnh trời thì không thể thành người quân tử. Trước tiên là biết được mệnh của bản thân. Con người sinh ra và sống trên đời, nên làm sao để lập thân xử thế? Thiên mệnh ý là nói sau khi đã trải qua những nỗi thăng trầm trong kiếp nhân sinh thì hiểu được đạo tự nhiên của trời đất, từ đó có thể tuân theo mệnh trời. Khi đã hiểu con người và trong lòng không còn hoài nghi thì có thể thản nhiên mà đón nhận mọi thứ, thuận theo tự nhiên mà sống trên. Biết mệnh chi bằng cải mệnh, phải chăng chúng ta cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn để tránh những năm tháng sau cùng phải sống trong cảnh bị lụy, nghèo khó, khổ đau? Chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn khi đã bước qua những ngày tháng hào hùng và sôi nổi nhất của cuộc đời mình. Và nếu cô bác Bính Thân hữu duyên xem được video này thì hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế để đón nhận và vượt qua khó khăn trong thời gian sắp tới. Bởi lẽ các bậc thầy tử vi dự báo, trong 3 tháng 4 trừ 5 trừ 6 âm lịch, cô bác sẽ gặp phải rất nhiều điều ngang trái, xui xẻo trong cuộc sống. Lên voi rồi xuống chó là lẽ bình thường của kiếp nhân sinh. Chỉ cần cô bác nắm được 3 lưu ý này thì nhất định sẽ vượt qua được năm xung tháng hạn mà băng băng tiến về đích. Xin mời cô bác Bính Thân và quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm lá số tử vi ngay sau đây. 1. Tổng quan về cuộc đời và vận trình tuổi Bính Thân sinh năm 1956 năm 2024 âm lịch. Quý vị thân mến, tiền vận của những người tuổi Bính Thân gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tuy nhiên cũng có may mắn nhưng phần lớn là nhờ sự phấn đấu vươn lên của bản thân. Nạp mờ và can có sự tương hợp ngũ hành nên từ trung vận đến hậu vận sẽ được sống an nhàn và thảnh thơi hơn tiền vận. Tính tình người tuổi Bính Thân thường cương trực, ngoan cường, đắc thế thì huy hoàng, thất thế thì lạnh như cho tàn. Tuổi này có tài hơn người nhưng ít gặp thời, thuộc chi thân nên thông minh, nhanh nhẹn, không bao giờ chịu đầu hàng, ở lĩnh vực nào cũng có khả năng đạt mục đích. Họ xoay sở giỏi, tính tình độ lượng rộng rãi nhưng nhiều khinh suất và tự cao tự đại. Vì lộc tồn ngộ cả tuần lẫn triệt nên có giàu sang cũng khó giữ lâu bền. Những người Bính Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Bính Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Bính Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Bính Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Bính Thân sinh năm 1956 mang đầy đủ tính chất của thiên can Bính và cuộc đời của họ cũng gắn liền với chữ Bính ấy. Chữ Bính số ấy quạnh hiu, người sinh tuổi ấy lắm điều lo âu. Lúc nhỏ bệnh hoạn ốm ho, lớn lên cô quạnh tự lo một mình. Có lòng nhân đạo kính tin, tha phương lập nghiệp tự mình dựng nên. Tuổi già lại được ơn đền, lộc tài gia thế ăn trên hưởng nhàn. Nhiều khi đau khổ muôn ngàn, tuổi nhỏ hoạn nạn vững vàng về sau. Cuộc đời của tuổi Bính Thân nhiều hy vọng hoàn toàn về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống. Tiền vận nhiều xui xẻo, trung vận thì có nhiều may mắn về vấn đề nghề nghiệp, hậu vận mới được an nhàn sung sướng. Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Thân chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng 2,3,9 âm lịch thì có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 4,6,7,8 âm lịch thì cuộc đời có thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nhưng nếu sinh vào những tháng 1,5,12 âm lịch thì cuộc đời được hoàn toàn hạnh phúc. Phần gia đạo, tiền vận thì bê bối, trung vận có nhiều xích mích, hậu vận mới được an nhàn. Sự nghiệp nhiều tốt đẹp, cuộc sống hoàn thành được sự nghiệp mau lẹ, tiền bạc được dễ dàng vào trung vận trở đi. Quý cô bác Bính Thân thân mến, đã đến độ tuổi này, hẳn rằng cô bác cũng đã thấy được,
con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hưởng hạnh phúc vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có. Tuy nhiên, hạnh phúc trên đời này chỉ có khi ta tự cảm thấy đủ. Ở cái tuổi 69 này, có đủ sức khỏe đã là một niềm hạnh phúc rồi phải không cô bác? Nếu buổi sáng thức dậy, cô bác vẫn thấy mình khỏe mạnh, thì hãy vui vẻ lên vì cô bác còn may mắn hơn rất nhiều người trên đời này đó ạ. Có rất nhiều người khi già rồi, vẫn oằn mình chống chọi lại với bệnh tật đau đớn và vất vả. Vậy mới nói sức khỏe và thân mình chính là vốn liếng của cuộc đời. Đối với người già, điều này lại càng quan trọng hơn nữa. Người xưa thường nói, sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già. Thật vậy, chỉ khi sở hữu một thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, cô bác mới có cơ hội hưởng thụ nhiều điều hạnh phúc của cuộc sống tuổi già. Nhìn con cái thành đạt hay chứng kiến sự khôn lớn từng ngày của các cháu, giữ gìn thân thể khỏe mạnh không chỉ là cách đối xử tốt với chính bản thân mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt thì cô bác sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Hãy thử nghĩ mà xem, sau một đời vất vả mưu sinh làm việc miệt mài, khi về già cô bác có tất cả trong tay, tiền bạc con cái, nhưng bản thân lại rơi vào bệnh tật đau đớn, thì cô bác cũng chẳng thể tận hưởng được những thứ mà cô bác dành cả đời vất vả để kiếm. Đời người được ví như một trận bóng, khi nửa hiệp trước là học hành quyền lực, tiền tài danh vọng, thành tích tăng lương, tiến chức, còn nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi cả một đời, tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai. Nhưng từng ấy thời gian đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong tiền tài sự nghiệp, cũng là từng ấy thời gian sức khỏe hao mòn bị vắt kiệt như một chiếc rẻ. Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ, nhưng so với cả quãng đời dài của cuộc đời thì thời tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Vậy nên, ở độ tuổi này, dù không có bệnh, cô bác cũng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái người thân, như vậy thì quãng thời gian còn lại trong kiếp nhân sinh này mới thực sự ý nghĩa, phải không cô bác Bính Thân? 2. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong 3 tháng 4, 5, 6 âm lịch. Phương diện công việc, cuộc sống. Trong thời gian này, Bính Thân đa phần đều đã được nhàn thân, không còn phải quá lao tâm khổ tứ lo mưu sinh hay danh vọng. Cuộc sống nhìn chung không gặp vấn đề nào quá lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác nên tránh nóng nảy, hỉ nộ vô thường kẻo tự đẩy mình vào chuyện thị phi, mâu thuẫn trong nhà hoặc với hàng xóm láng giềng. Phương diện tài lộc. Vấn đề tài chính không cần phải quá lo lắng. Đa số bản mệnh đều có đồng tiền dư giả. Người nào vẫn còn tham gia làm ăn, kinh doanh có thể nhận được lời lãi từ các khoản đầu tư trước đó. Bên cạnh đó, các khoản lương hưu, tiết kiệm cũng giúp cô bác tự chủ tài chính, giúp đỡ được con cháu khi cần. Trong năm, đường số cũng nên thận trọng trước những lời dù dê, dụ dỗ của kẻ xấu, kẻo bị lợi dụng tiền bạc. Phương diện tình duyên. Phương diện gia đạo êm ấm, đôi khi vẫn xảy ra vài khúc mắc nhưng sau đó đều được giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh nên đóng vai trò điều hòa các mối quan hệ trong gia đình, sống mẫu mực cho con cháu noi gương. Cô bác cũng không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống cũng như các quyết định của con cái. Phương diện sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông tránh để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Cô bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. 3. Vận trình từng tháng. Tháng 4 âm lịch. Tháng này, gia đạo của các bác rất tốt, hỏa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết lúc này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vận trình sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 4 năm 2024 âm lịch, về đường công danh sự nghiệp, đời sống tinh thần hay vật chất không đáng lo ngại. Thời điểm này bản mệnh đã được nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng quá nhiều đến sự nghiệp, tài
tài chính cũng đã vững vàng và con cháu cũng đã khôn lớn. Hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và sống chan hòa với mọi người xung quanh, bản mệnh sẽ cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Dù có mâu thuẫn hay tranh chấp xảy ra, tốt nhất cũng hãy dĩ hòa vi quý chứ đừng chuyện bé xé ra to, khiến bản thân trở nên mệt mỏi, tiêu cực. Vận trình tài lộc. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 4 năm 2024 âm lịch, vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần lên, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng không ít. Cần lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Vận trình tình cảm. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 4 năm 2024 âm lịch về phương diện tình duyên, bạn cần trò chuyện và thông cảm cho nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên hành xử nóng nảy. Đồng thời, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe và tin tưởng con cái nhiều hơn. Vận trình sức khỏe. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 4 năm 2024 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Thân rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, người tuổi Bính Thân nam mệnh không gặp phải nhiều vấn đề trong thời điểm này. Các phương diện cuộc sống đều bình ổn. Dù không đi làm thì bạn vẫn có cuộc sống dư giả nhờ vào khoản tiền tích lũy từ trước đến nay. Tuy nhiên, đôi khi bạn gặp mâu thuẫn với con cái trong nhà, muốn mọi việc êm đẹp thì đôi bên đều cần học cách lắng nghe đối phương. Vận trình sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch về đường công danh sự nghiệp, bản mệnh không gặp quá nhiều biến động trong các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, khi có vấn đề xảy ra thì bạn nên bình tĩnh đối diện, không nên quá lo lắng, sốt ruột, đẩy bản thân vào trạng thái căng thẳng. Với những người vẫn tại chức, con giáp này dễ rơi vào tình trạng bất mãn khi những nỗ lực của mình chưa đạt được thành quả như mong muốn. Bản mệnh có thể sẽ có thái độ cư xử thiếu hợp tác với đồng nghiệp, khiến cho việc làm chung trở nên khó khăn hơn. Vận trình tài lộc. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch về phương diện tài lộc. Nhìn chung, bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu trong thời gian này. Có điều, người làm ăn cần cẩn thận trong hoạt động đầu tư, chớ nên chủ quan, đặc biệt trong việc ký kết hợp đồng kẻo gây hao tài. Tử vi nhắc nhở, thời gian này, nếu không chi tiêu phung phí thái quá thì Bính Thân cũng chưa gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng về tài chính. Nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài, khi có sự cố bất ngờ xảy ra thì sẽ rất khó xoay sở để đảm bảo được nguồn thu cho mình. Vận trình tình cảm. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch về phương diện tình duyên, bạn cần trò chuyện và thông cảm cho nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên hành xử nóng nảy. Đồng thời, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe và tin tưởng con cái nhiều hơn. Vận trình sức khỏe. Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 tháng 5 năm 2024 âm lịch về phương diện sức khỏe có đôi chút suy giảm so với khoảng thời gian trước đó, song đó là quy luật tự nhiên. Bạn không nên quá lo lắng, chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao là có được cơ thể khỏe mạnh như ý muốn. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 năm 2024 âm lịch tuổi Bính Thân, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm gia chủ giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong tháng, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Vận trình sự nghiệp. Với tuổi Bính Thân sinh năm 1956, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thành thơi, hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này,
bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với gia chủ Bính Thân vẫn đi làm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách phá quấy và hãm hại. Tuy nhiên, trong cái hại lại có cái may, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Bính Thân nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Vận trình tài lộc. Xét vận trình tài lộc tháng, họa phá tài đang ập đến, tuổi Bính Thân xui xẻo hết lần này đến lần khác tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Vận trình tình cảm. Tháng này, vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Dù là nam hay nữ mệnh đều dễ lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc và nóng nảy của bản thân. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, tinh tế và trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó bề yên ấm. Vận trình sức khỏe. Trong tháng 6 năm 2024 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Thân khá tốt. Tuy nhiên bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Dù thế nào bạn cũng cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Quý vị thân mến, trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 4-5-6 âm lịch. Quý vị thể thấy lộ trình trong 3 tháng này của những gia chủ tuổi Bính Thân không gặp nhiều may mắn thuận lợi. Người ta thường nói rằng những vấn đề không may mắn trong cuộc sống không ai là không gặp phải, nhưng cách để ta chuẩn bị và xử lý nó ra sao sẽ quyết định cuộc sống của bạn thành công hay thất bại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.